Ok các bác nha, rất là tuyệt vời luôn. Xin chào tất cả các bác, em Hiệu đây ạ. Rất là tuyệt vời thì hôm nay sáng mưa từ sáng cho đến bây giờ là 1:30 thì phải đóng hàng để gửi đi về Hà Lam cho khách. Khách ở Hà Lam rất là tuyệt vời luôn. Anh khách ở Hà Lam lấy 4 bộ phòng tắm, 4 bộ phòng tắm, 2 bộ 10 triệu, 2 bộ 10 triệu, 1 bộ 7 triệu 8 và một bộ nhập lẻ bên ngoài. Đấy, nhập lẻ bên ngoài, anh lấy 4 bộ thì bây giờ từ sáng giờ mưa to đùng 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 rồi, mưa rất nhiều rồi thì chiều nay nó hửng nắng thì bắt đầu mới đóng được hàng và đi gửi cho anh ấy nha các bác nha. Đây hàng của bọn em đã soạn hết ra đây rồi, đây đấy, hàng hóa bọn em soạn hết ra đây rồi, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem đóng hàng nha các bác nha. Ok, số lượng hôm nay là tương đối là nhiều các bác ạ, số lượng hôm nay tương đối là nhiều và hàng cũng khá là cùng cảnh nữa vì là cái bộ 10 triệu nó liên quan đến có cái phần tủ tủ chậu nên là nó cũng rất là to, nó gồm bàn đá này và tủ chậu này rất là lớn này. Đây ví dụ như trong những cái hộp phụ kiện này này, cái góc này là em cũng đã phải nhồi lô giấy vào trong này rồi đấy cho nó gọn gàng. Gương này, phụ kiện này, bây giờ phải đóng gọn tất cả những cái lặt vặt này vào bên trong bụng của cái ông bạn này đấy, bàn đá cái thứ này. Đây ví dụ như cái này đây như thế này là phải bóc hết ra này, nhét nó vào đây để cho nó thật sự là gọn gàng các bác nhé, thật sự là gọn gàng đấy. Thì em bỏ cái này ra em lắp hộ anh vào cái quạt cây lên khác cái em bỏ ra xong em lắp thành thành cái để dùng ở trên này cho mát đấy. Bẹt thì đúng là kho không bao thiếu bẹt các bác nhé, yên tâm luôn. Đây các bác này, phải bóc hết ra để kiểm tra một lượt này để xem là nó có bị làm sao không các bác nhé, vì là đi xa mà nhét hết cả trong này đấy các bác này. Bác xuất hôm nay ở Hà Lam có xem được cái video này thì nhớ là em để hết ở hết những cái vị trí này nhá, là các bác cứ bỏ ra thôi, tí nữa là anh em đóng chặt hết vào là ok hết đấy. Thật ra thì khi mà mình đóng vào ấy nó rất là gọn. Anh ơi, cái kệ góc kia anh cho luôn vào cho trong này vừa. Gương được thì cũng phải quấn hết lại. Xong rồi là phải dán giấy. Hôm nay phải mang ra xe sớm để cho người ta còn sắp chỗ cho nó cẩn thận nữa. Đấy, ví dụ như này, mổ hết bụng vào đây này, các bác này. Mình phải mổ hết bụng ra này để nhét vào vào đây. Anh thử cho cái kệ góc vào, không anh cho vào cái kệ góc đây, cho cái kệ góc nằm ở đây này. Đây các bạn này, nhét hết đồ vào nhé. Đấy, ở đây thì cũng bọc hết là chống sốc hết rồi này các bạn này. Đấy, bọc chống sốc hết rồi. Anh thử cho một cái kệ góc nằm ngang em xem nào cho nó vừa 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 vừa. Anh bỏ cái vòi ra, cái vòi mình để cho chỗ khác cũng được đấy đúng không? Đó ui giời, quá vừa luôn, quá vừa cái góc này, cái này thì không vừa rồi, cái này thì không vừa, không vừa không vừa. Có để được hai cái anh ạ, để được hai cái, để được hai cái không, ý nói là để được hai hai bộ thì để được hai cái đấy, một bộ này để được một cái thôi, hai bộ để được hai cái thôi. Không vừa, không vừa. Một cái đấy rồi. Rồi, nhiều chỗ để mà. Để ngang xuống chứ, để ngang xuống. Để dọc như cái lúc ban đầu ấy, để dọc như cái lúc ban đầu. Dọc như lúc đầu mà. Rồi, được, ok. Rồi. Đấy. Mang dính vào. Đóng hết, đóng gọn hết vào sờ trong này các bác nhé.
Nhiều băng dính đấy. Con này có điều khiển đúng không em? Báo cáo các bác này, bác nào mà thích loa kéo nhá. Này, em Hiệu vừa sắm quả loa kéo tí. Tí mấy em hát cho các bác xem nhá. Đấy. Ok các bác nha, bây giờ em sẽ đóng gọn gàng tất cả mọi thứ này nhá. Tí nữa mang ra nhà xe thì em sẽ quay tiếp cho các bác xem nhá. Ok. Đây là mang ra nhà xe ở khu vực Bắc Trung Nam nhé bác nhé. Đây đang xuống cho khách ở Đồng Văn Hà Lam các bác này. Đây đóng gọn gàng hết vào rồi này. Vẫn là gửi ở cái nhà xe mà Bắc Trung Nam ấy, nhà xe Hồng Anh Bắc Trung Nam các bác nhé. Đây bẹt này. Đây, tủ chậu này. Đóng gọn gàng hết vào rồi các bác nhá. Lại mưa rồi các bạn ạ, vừa hửng nắng được tí bây giờ lại mưa rồi. Đấy. Bác này còn chuyển tiền từ tuần trước các bác nhá. Bác này còn chuyển tiền cho em từ tuần trước cơ. Tuần này bác ấy mới lấy hàng. Khách hàng người ta cũng xem được cái video của em rồi ấy, người ta cũng tin tưởng mình rồi ấy. Nên là người ta còn chuyển tiền trước các bác nhá. Nhiều bác cũng có rất là băn khoăn về cái việc chuyển tiền trước thì là nói chung là đây các bác xem những cái video của em và xem nhiều video nữa của em thì các bác yên tâm luôn các bác nhá. Đấy, bây giờ bên em xuống đã, em xuống hàng đã, xuống hàng đã. Đây Đồng Văn Hà Lam này, Đồng Văn Hà Lam này. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu về thiết bị vệ sinh nhá liên hệ em Hiệu ngay nhá. Đấy, gương này, bàn đá đầy đủ hết này. Đấy. Ok các bác nhá.